Hello các tình yêu của tôi. Chào mừng mọi người đến với kênh Ren Nguyện. Các bạn có biết con cừu đến từ Bình Dương không? Đây đây, nó đây nè mọi người. Đứng kế bên nè. Đây, nó chính là nó đang bay, con đang bay kìa. Ở trước đây là con SCP 594 mọi người, cụ điện đó. Mọi người thấy nó có giống con cờ hó không vậy? Thì mà hơi giống gì? Con chó ở đâu rồi ta? Nên mình đi sinh tồn với nó mới được. À, nó phía trước kìa mọi người. Tụi mình bắn tên về phía nó, rồi coi sao. Nó trúng rồi mọi người ơi. Sao nó đứng đơ người thế này? Rồi bay lên chi cho nội. À, nó bay lên chắc né cung mình đó mọi người. Nó đang dí con bò kìa mọi người. Con này dám mang con gan thật mọi người. Đang cả thịt bò luôn. Rồi đang dí mình nè mọi người. Rồi bay lên làm tức làm cái gì. Rồi đang cả thịt gà luôn mọi người. Mọi người có thấy nó thịt gà không? Chứ mình mặc có bộ giáp rồi nên nó không không cho mình đi đăng xuất được, nên mình nó hút mình không chết đó mọi người. Nó giáp trâu với đìn nè, tha cho tao đi con chó này, nó dí mọi người ơi, nó đổi không biết mệt mỏi luôn, nó chung lạ là thiệt. Thôi xong, nó đi về với cụ luôn rồi. Kenma này mạnh thế gì? Bộ giáp mạnh nữa. Thôi chào các bác, em về trước nha. Trời cũng tối rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo. Goodbye, see you again. Bye bye.